vay mua ô tô trả góp GACCS. Với gói vay mua ô tô trả góp của GACCS, khách hàng sẽ được hỗ trợ cho vay lên 800 triệu đồng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,97% năm. Ưu điểm của gói vay mua ô tô trả góp tại GACCS, lãi suất cho vay cạnh tranh tính theo dư nợ giảm dần, lãi suất cố định trong suốt thời gian vay, thời hạn vay lên đến 84 tháng, khoản vay lên đến 800 triệu đồng, duyệt hồ sơ nhanh gọn trong vòng 24 giờ, lãi suất vay mua ô tô trả góp tại GACCS, lãi suất cho vay mua ô tô trả góp tại GACCS khá ưu đãi chỉ từ 8,97% năm. Tuy nhiên mức lãi suất này sẽ được điều chỉnh theo điều kiện của từng đối tượng khách hàng. Khi thu thập được thông tin về công việc, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, nhu cầu của khách hàng, nhân viên của GACCS sẽ thông báo mức lãi suất phù hợp. Có thể vay tối đa bao nhiêu tiền? Khi vay mua ô tô trả góp tại GACCS, khách hàng có thể vay đến 800 triệu đồng. Số tiền cho vay sẽ phụ thuộc vào mức độ uy tín, điều kiện thu nhập, lịch sử tín dụng của khách hàng. Khi đăng ký tư vấn, GACCS sẽ tiến hành thẩm định thông tin cá nhân và đưa ra số tiền tối đa mà khách hàng có thể vay mua xe tại công ty. Điều kiện vay mua ô tô trả góp tại GACCS. Khách hàng vay mua xe qua dịch vụ của GACCS. Xe ô tô có giá hóa đơn dưới 800 triệu. Áp dụng cho khách hàng có chứng từ chứng minh thu nhập. Thủ tục và hồ sơ vay mua ô tô trả góp tại GACCS. Chứng minh nhân dân. Sổ hộ khẩu. Chứng từ chứng minh thu nhập. Hồ sơ theo mẫu của GACCS. Như vậy, khi vay mua ô tô trả góp tại GACCS, khách hàng sẽ được tiếp cận gói vay lên đến 800 triệu đồng với lãi suất rất ưu đãi. Đây là một trong những lựa chọn tốt dành cho khách hàng muốn mua xe nhưng chưa tiết kiệm đủ tiền. Nếu còn điều gì vướng mắc, hãy đăng ký để được tư vấn ngay.